Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải. Sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 1 năm 2024, con xin điểm lại một số tin tức trong ngày. Những ngày này, không khí đón Tết Nguyên Đán đã cận kề. Người người nhà nhà tranh thủ mua sắm vào dịp Tết. Các công trình phần việc cũng hối hả, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp đầy màu sắc vào dịp xuân về Tết đến. Không khí Tết tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không, nơi các thầy con của cha làm việc, cũng không kém phần tất bật. Vào những ngày này, các công trình phòng khám yêu thương cho không, phục dựng lại phòng khám đã rất khẩn trương. Công nhân, thợ hồ, nhà thầu cũng tranh thủ xây dựng kể cả những ngày cuối tuần. Hệ thống hàng rào cổng ra vào tại phòng khám đã cơ bản hoàn tất. Mấy ngày qua, nhà thầu thi công xây dựng chuẩn bị bàn giao phòng khám vào cuối tuần này. Đã xong phần lát gạch, tô tường, còn phần quét vôi và xây dựng hệ thống nhà tiền chế để người bệnh và người nuôi có nơi ngồi chờ trong thời gian đến lượt khám bệnh. Cuối tuần rồi, bên điện lực cũng đã trồng hệ thống cột điện để đấu nối đến phòng khám. Vì khi phòng khám bị tháo dỡ, hệ thống điện không còn nữa nên đành nhờ phụ hơi nhà các thầy. Nhiều bệnh nhân tuy chưa hoàn thành phác đồ của cha trong 3 tháng nhưng cảm thấy sức khỏe đã ổn định và đã xin các thầy đi khám bệnh. Nhiều bệnh nhân sau khi khám xong đạt kết quả rất khả quan. Dấu ấn ung thư so sánh với kết quả ban đầu đã giảm đáng kể và có khả năng xuất hiện vào thời điểm cận Tết rất nhiều. Đó là tín hiệu đáng mừng cho các bệnh nhân cũng như quý thầy tại phòng khám. Dự kiến Tết Nguyên Đán năm nay, phòng khám nghỉ 4 ngày ăn Tết, sau đó tiếp tục vào việc hỗ trợ điều trị ung thư. Mục tiêu là chăm sóc cho các bệnh nhân ung thư còn khá nặng. Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán sẽ có nhiều gia đình bệnh nhân đến gặp gỡ người bệnh, cho nên không tránh khỏi người bệnh và người nuôi vui đón Tết quá đà sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc buông lỏng giữ phác đồ của cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Trong điều kiện quá nan giải, để tận tâm tận lực cho bệnh nhân ổn định tinh thần chữa bệnh. Vì lẽ đó, trong thời gian này, các thầy rất lo lắng và thường xuyên động viên bệnh nhân và người nuôi tuân thủ theo phác đồ của cha để tạo điều kiện ngăn chặn căn bệnh ung thư. Thưa chị cho biết là họ tên bệnh nhân với mã số bệnh nhân với mình quê ở đâu hả chị? Dạ, tôi tên Lê Thị Hải,
Mã số bệnh nhân là 909, quê tôi ở chợ gạo Tiền Giang. Chị cho biết là chị vô đây bao lâu và lúc đầu á bệnh gì, rồi cái tình trạng mà đi khám các bệnh viện Tây y như thế nào? Tôi vô này được 2 tháng 5 ngày. Tôi bị đau tủy. Tôi khám ở bệnh viện Chợ Rẫy. Thì tôi đã có ghe tách tế bào và ghép tế bào gốc. Thì nay được 2 tháng thì lên bắt thanh của thầy Thanh mới vừa coi kết quả. Thì kết quả rất tốt, nó chỉ còn thiếu tế bào ít thôi, ở thiếu cái tiểu cầu ít thôi. Thì thầy Thanh nói là ráng cố gắng đi trong 1 tháng nữa là thầy Thanh sẽ cho ra viện. Theo tôi thì tôi thấy cái phác đồ điều trị này rất là tốt, tại vì mình ăn cháo nano, rồi uống thuốc nano, rồi ăn cây cỏ hạt giống, rồi ăn giống như ma rau, củ quả, rồi ăn trái cây thì tôi thấy rất là ổn, không có gì hết. Tôi ăn uống bình thường, nhưng mà thời gian đầu thì tôi bị sụt cân, giống như ăn chưa quen thì nó cũng sụt vài ký, nhưng bây giờ ăn trở lại bình thường thì cũng không có gì hết, thấy khỏe. Thì chị có thể nói thêm, chị nhận xét sau những cái, nói chung là cái điều kiện của mấy quý thầy, giống như cơ sở vật chất, rồi những cái tâm của quý thầy á. Ở đây thì mấy thầy phải nói là từ khi mà cha mất tới giờ thì mấy thầy cũng điều trị rất là tốt, cũng không có gì, mấy thầy cũng quan tâm tới bệnh nhân. Thì tôi có cái khó khăn là tôi mướn nhà ở thì cách đây nó hơi xa, tại vì mướn trong cái xóm trong kia thì đi ra đây là tới 5 cây số. Thì cái điều kiện đi tới đi lui khó khăn, nhưng mà mấy thầy cũng rất là tận tình giúp đỡ, nhất là thầy Quý, thầy Thanh và thầy Hạnh. Nhân dịp chuẩn bị xuân về vậy thì chị có cái gì chúc đối với các thầy cũng như các bệnh nhân? Chuẩn bị năm cũ sắp hết thì bước qua năm mới, thì chúc ở thứ nhất là ở phòng khám yêu thương cho công của cha Tường, và chúc hết tất cả các thầy là có được một sức khỏe dồi dào để năm sau điều trị cho những bệnh nhân tốt. Đối với tôi thì chắc thầy Thanh nói là nếu mà ráng cố gắng đi thì từ nay tới Tết là thầy Thanh sẽ cho ra viện. Tại vì bây giờ coi theo cái xét nghiệm máu của tôi mới vừa 12 tây á, tháng 1 thì cái kết quả rất là đẹp, kết quả rất là tốt. Thì thầy Thanh nói cô ráng giữ cái phác đồ này và tôi sẽ được ra viện. Dạ, xin cảm ơn chị. Xin chúc chị năm mới vui vẻ phát tài. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Kính thưa quý ông bà, cô chú, quý anh chị và các bạn, lúc còn tại thế, cha Pero Nguyễn Văn Tường đã xây dựng chuồng trại và đem về nuôi nhiều gia súc rất đáng yêu và dễ mến. Đàn gia súc có gần 100 con, trong này có ngựa, trâu, bò, dê và một số vật nuôi có giá trị khác. Mỗi con cha Pero Nguyễn Văn Tường đều đặt một cái tên và thường gọi chúng như những đứa con trong nhà. Điều đó làm cho chúng biểu hiện như một linh vật mỗi khi chúng gặp cha và các thầy, thể hiện hành động vâng lời và thân thiện. Tất cả phân của chúng được đem bón cho vườn thuốc để ngày ngày thêm xanh tươi và phục vụ cho bệnh nhân. Có một lần cha mướn một người trông coi chúng. Mỗi lần cho ăn, chúng biểu hiện thái độ chống đối, không gần gũi. Sau đó, người ấy đến kể với cha sự việc. Cha Pero Nguyễn Văn Tường nói rằng muốn gần gũi với chúng thì ông phải bắt đầu ăn cây cỏ mang hạt giống ngay bây giờ. Đúng như lời cha nói, sau đó người ấy trông coi đã thực hiện đúng như lời cha dặn và đã gần gũi với chúng. Được biết, đàn gia súc của cha khi chết được đem chôn và được cầu nguyện để thoát khỏi số kiếp ngựa trâu. Hôm qua, có con ngựa tên Thành Công bị lọt xuống giếng cạn. Phải huy động các thầy cùng anh em thợ hồ mới có thể đưa Thành Công lên bờ an toàn. Làm các thầy rất đau lòng mỗi khi chúng gặp tai nạn. Vì khi còn tại thế, cha Pero Nguyễn Văn Tường thường xuyên đến thăm và cầu nguyện cho chúng nó, rồi lần lượt gọi tên từng con bày tỏ sự đùm bọc yêu thương. Giờ đây chúng gặp nạn cũng chẳng còn ai để nương tựa, và số lượng đàn gia súc cũng
cũng đã giảm dần theo thời gian. Thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám vượt qua khó khăn. Phòng khám xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp xây dựng phòng khám và phục dựng lại các công trình của cha Pedro Nguyễn Văn Tường, nơi các thầy khám chữa bệnh. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ rất biết ơn, và trước thềm năm mới, con kính chúc các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương đón năm mới Giáp Thìn 2024 an khang thịnh vượng, ngập tràn niềm vui và cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Chúc người bệnh và người nuôi hoàn thành phác độ của cha, thật sự hết bệnh để đón Tết với gia đình, người thân. Để các công trình phục dựng, phòng khám thêm khang trang và lâu bền, con thay mặt các thầy kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ phòng khám để có kinh phí chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã dạy, như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Xin tạm biệt.